Sẽ mỗi anh và em có nợ có duyên. Ngay lần cái buổi gặp đầu tiên dưới cơn mưa chiều nhìn nghiêng, mình ngồi bên nhau trúng mưa bên đường lòng nghe sao xuyên. Thời gian lướt mau hai chúng ta đã đi chung nhịp cầu. Trầu xanh ngát bên nhà em sợ gió lung lay. Sao dương anh cao trái quăng sai, bướm ông quay quần thương bay. Còn đời không phai để cho cao mãi đến bên giường trầu. Thương nhau như tình đậm sâu. Thương mãi trăm năm bắt đầu, dẫu biết đời còn bao gian khó. Mai này mình được đến đôi. Non cao biển lớn không sơn, nguyện suốt đời ta mãi không rời xa. Rồi đông sẽ qua, cho chúng ta sắc son duyên nhờ chồng. Em hồng đội má như nụ hoa tỏa sắc thơm hương. Em là dâu tháo thật dễ thương. Anh là chú rể hiền lương. Tình trầu duyên cao vẫn dương muôn đời mình mãi không rời. Trầu xanh ngát bên nhà em sợ gió lung lay. Sao dương anh cao trái quăng sai, bướm ông quay quần thương bay. Còn đời không phai để cho cao mãi đến bên giường trầu. Thương nhau như tình đậm sâu. Thương mãi trăm năm bắt đầu, dẫu biết đời còn bao gian khó. Mai này mình được đến đôi. Non cao biển lớn không sơn, nguyện suốt đời ta mãi không rời xa. Rồi đông sẽ qua, cho chúng ta sắc son duyên nhờ chồng. Em hồng đội má như nụ hoa tỏa sắc thơm hương. Em là dâu tháo thật dễ thương. Anh là chú rể hiền lương. Tình trầu duyên cao vẫn dương muôn đời mình mãi không rời. Em là dâu tháo thật dễ thương. Anh là chú rể hiền lương. Tình trầu duyên cao vẫn như muôn đời mình mãi không rời.
qua ngày tháng mãi trôi theo hình dung kia. Nụ cười xinh bờ môi không dáng em yêu kiều, trong bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu? Người con gái dịu dàng như những cánh hoa hồng, liệu rằng anh biết tình mình muốn nói nhớ em được không em? Chờ hỏi ông dẫu bao lâu cũng không sao. Quý anh ơi xinh đẹp tuyệt vời, có những chuyến đò trên sông, có những cánh đồng chờ lúa chín
thành. Anh đây là chú rể miệt vườn, hai đứa hẹn thề bên nhau, con cháu đầy đàn em ơi. Ngày mai đám cưới anh đưa em về, mình về miền Tây. Xuân chưa em sao chim em bay đầy trời, ngày vào xuân xôn xao hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xôn xao ôi đất trời thấy màu áo mới, trên lối quê mơ hồi hoa vàng, ôi đình làng chiêng trống rền vang. Ngày vào xuân thanh thang xôn xao gửi nhau lời chào, chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cầu chào hỏi cưới, đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ xin. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu giếm gì, thương em từ lâu lắm rồi, anh không ngỏ lời, em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau rong chơi vui xuân vui tình đôi ta, để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoài đón Tết xuân xa. Ngày vào xuân chưa em sao chị mình thiếu và tôi dâu yêu quên và chúng ta trình qua hoạt động nhà gái thôi em cha xin mời đại diện của hoạt động nhà gái để cho phép tiếp nhận bên phần hoạt động nhà gái để nhận phần quà của hoạt động nhà gái. Tháng xuân sao gửi nhau lời chào, chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cầu chào hỏi. Nhà gái, thì hôm nay cháu được sự vui nhiệm của hoạt động nhà trai cũng như được đại diện đến đây để trình cái buổi lễ đại năm pha cho chú lễ Nguyễn Hiếu và cô dâu Như Huỳnh của chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Và kính thưa hoạt động nhà gái, thì hôm nay phái đoàn nhà trai đi đến đây gồm có ba mâm, trong đó có hai mâm lộc và xin lỗi hai mâm lễ và tám mâm lộc, thì trước để cũng ông bà và sau nữa thì hai họ cũng như là con cô bác có mặt trong buổi sáng hôm nay để dùng lễ thảo với hoạt động nhà trai của chúng em trong buổi sáng hôm nay. Thì phần nữ trang thì hôm nay cha mẹ của cô dâu thì có tặng cho nàng dâu là 16 chỉ vàng và tiền vợ thì xin lỗi cái phần này thì chúng ta chút xíu nữa chúng ta phần cuối chương trình chúng ta sẽ từng qua 4 triệu để sắm đầu và trong đó thì có hai cái mền, xin lỗi một cái mền và một cái gương và một cây dù và xin thông qua với hoạt động nhà trai con gái. Cho đầu hót tay chúc mừng luôn ơi. Tay nè, sấy bắt tay cái ơi. Dạ thì em cháu cũng xin đại diện cho hoạt động nhà gái thì cũng xin nhận phần của
hoạt động nhà trai hoặc là có một nhà trai thêm đến. Những mùa xuân qua, chào mừng em năm nay sẽ có người cầu chào hỏi cưới. Đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ gì. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em nhất đời. Em ơi lòng anh đâu giấu giếm gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngó lời em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau rong chơi vui xuân vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoại đón Tết xuân xa. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội về bên ngoại đón Tết xuân xa. Cũng như hai bạn đó là cháu Minh Hiếu và cháu Như Quỳnh cũng có xin phép cha mẹ hơi chuẩn bị cho cái buổi lễ đại phong thai cho cháu Văn Hiếu cũng như cháu Như Quỳnh. Thì mời hai chú gia đó là ông Nguyễn Nhật Hài và ông Nguyễn Nhật Tèo, chúng ta sẽ góp cụ cũng như lên đôi đèn để chuẩn bị cho hai cháu buổi lễ.
đường này gọi mà về đây để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Chúng ta không ngờ chúc mừng hai cháu sẽ sát thứ hai và lại thứ ba. Ông nội bà nội và ông ngoại bà ngoại cũng như cô dì chú bác cậu mợ nói chung thì hai cháu sẽ có một lễ cúi đầu chung. Hai cháu cúi đầu và xin mời chúng ta cho cô dâu và chú rể một tràng pháo tay ạ. Thì mời chú rể phụ chúng ta sẽ góp rượu dâng cho ông bà ngoại cũng như vừa đưa cúi đầu gì hả cái cùng kính. Lấy nó đi, lấy đi, lấy nó đi. Rồi, không đi chúc mừng em. Rồi, uống chăm chăm luôn. Lấy nữa. Rồi uống luôn. Hai con da cho những cái giò uống. Rồi uống luôn, uống chăm luôn. Một lần nữa thì chúng ta đến phần làm lễ cha mẹ. Thì xin mời cha mẹ của cô dâu sẽ luôn ngồi chính giữa để cho hai cháu nó làm một cái buổi lễ trong buổi sáng hôm nay. Cô mời chú rể sẽ dâng rượu cho những đấng sinh thành của mình. Hai ly nữa, hai ly cho thanh cha luôn. Chúng ta cùng để nghĩa càng kết chặt hơn. Xu gia kết chặt thâm tình, tu thì có nghệ, anh thì có lâu. Chúc cho hai trẻ nghĩa cạnh tình sâu, đẹp lòng hai họ thắm tình xu gia. Và mời bốn người cùng tổ quốc. Bắt tay thôi quý vị. Hết luôn. Rồi hai bà số bắt tay vui vẻ nè, hai bà số bắt tay cái nè, nhìn nhau được nhìn máy nữa, hai bà số luôn. Rồi hai họ cho đại đại bắt tay chúc mừng nha, hai bà số gia đình rồi. Rồi ba thử này cầm cái vụ luôn cho rồi, cầm cái vụ luôn em. Rồi chú ghẻ cầm nó tiếp, cầm lên chú ghẻ, cầm lên. Rồi cô dâu xoay qua cúi đầu cảm ơn mẹ chồng đi cưng, cúi đầu đi cho có đúng lễ lòng trời đúng rồi. Quyết định ngày cưới là ngày 18, 19 tháng 11 của năm 2020. Thì phần tiền lễ cưới thì hội đọc nhà trai cũng xin được đi là 20 triệu tiền lễ cưới để
gửi cho đàn gái để chuẩn bị cho cái đêm ngày lễ du quy cho cô dâu Như Quỳnh cũng như cháu Minh Hiếu trong cái ngày đám này, tức là ngày 18, 19 tháng 11. Và em sẽ cháu xin đó là ngày, tức là ngày đón dâu của cháu Nguyễn Hiếu cũng như cháu Như Quỳnh, thì là ngày 18, 19 tháng 11 âm lịch của năm 2020. Thì cháu ạ. Cho đại phóng tay chúc mừng luôn nè. Để cùng dùng nước ăn bánh và cùng với gia đình họ Độc nhà gái một bữa cơm thân mật. Và một nữa xin trân trọng kính mời. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị chào Hiếu và cô dâu Như Quỳnh, và xin mời toàn thể quý vị khách chúng ta hãy dành cho cô dâu và chú rể một tràng pháo tay thưa quý vị. Cũng như cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ có một lời chào chung để gửi đến toàn thể, và toàn thể quý vị dành một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và xin mời cha mẹ của chú rể chúng ta tự do cũng xuống bàn cũng để gửi đến cháu để chúc mừng hạnh phúc trong năm cho hai cháu. Hôm nay ngày vui của hai cháu, cũng cô Tư cũng sẽ có một cái phong bì để mừng hạnh phúc cho hai cháu. Cái phần tiếp theo đó là phần tặng quà chúc hôn của dì Tư, thì cũng để mừng hạnh phúc cho hai cháu thì dì Tư cũng sẽ có một phong bì gửi đến cho hai cháu. Và phần tiếp theo đó là dì Hai cũng sẽ có một cái phong bì để gửi đến hai cháu để mừng ngày vui của hai cháu. Thì cái phần tiếp theo đó là phần chúc hôn tặng quà của bác Chính. Và phần tiếp theo đó là phần chúc hôn tặng quà của bác Bảy cũng gửi đến hai cháu hai cái hộp quà. Và xin chân thành cảm ơn bác Bảy. Và tiếp theo đó là phần chúc mừng tặng quà của bác Hai. Bác Hai trong ngày vui của hai cháu, bác Hai cũng sẽ có một cái phần quà, đó là một cái phong bì để gửi đến để mừng hạnh phúc cho hai cháu. Bao người khiến anh lòng đắm say. Chàng nắm tay em trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương như không xa rời nhau. Tiếng nói yêu em anh mãi yêu muôn đời, mãi trao tình thắm nồng. Câu ước thề nên duyên, em nguyện yêu có anh. Mong trời minh chứng, chứng cho tình yêu chúng mình. Nguyện một lòng yêu anh mà thôi, trọn cuộc đời không xa rời nhau. Cùng nhau mình tay nắm tay, đến muôn ngàn kiếp sau. Ngàn khúc ca vui từng bừng pháo hoa, đám cưới đôi ta vui xuân sao như mùa xuân. Chuyện nhân vòng tay đã kết duyên cao trầu, mãi như tình yêu đầu. Lòng đắm say. Chàng nắm tay em trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương như không xa rời nhau.
tiếng nói yêu em anh mãi yêu muôn đời, mãi trao tình thắm nồng. Câu ước thề nên duyên em nguyện yêu có anh, mong ông trời minh chứng chứng cho tình yêu chúng mình. Nguyện một lòng yêu anh mà thôi, trọn cuộc đời không xa rời nhau. Cùng nhau mình tay nắm tay đến muôn ngàn kiếp sau. Ngàn khúc ca vui từng bừng pháo hoa, đám cưới đôi ta vui xôn xao như mùa xuân. Chiếc nhẫn bông tai đã kết duyên cao trầu, mãi như tình yêu đầu. Chiếc nhẫn bông tai đã kết duyên cao trầu, ngàn đời yêu nhau thắm nồng. Đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời hỡi em, đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à, à, à. Hỡi em, đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời hỡi em, đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Ôi à, à, à. Hỡi em, đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ tai lỡ. Em
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.